Mấy đứa con từ trên trời rơi xuống nó đảo lộn cuộc sống của tôi hết rồi. Thì điều gì sẽ xảy ra, chăm lo các con đến tuổi già, ngày phải lo xa, ôi thôi nghĩ suy sau mệt quá. Sẽ mai bên chàng sẽ rằng đôi khi cha hay trách con cho ai mong là, để rồi khi ta chung một nhà hiểu lầm khi xưa bỏ qua. Ở đâu đó thế giới bên ta hạnh phúc cũng chính là quà, nào mình cũng sẽ chia tiếng cười hà. Mãi ở bên cha sẽ chẳng rời xa cha con chúng ta phong đã bước qua, vì nơi đấy sẽ chính là nhà có tình yêu thương thiết tha. Và cha sẽ mãi mãi chờ chờ, may mắn sẽ đến bên con, dù là những đứa con trên trời rơi xuống đáng yêu quá chừng. Cuối cùng cũng tới ngày sinh nhật của mình rồi, mình sẽ làm gì đây ta? Chị Thúy, chị có biết hôm nay là ngày gì không? Ngày gì? Chị biết hả? Em biết là chị biết ngày sinh nhật của em. Mặc dù chị mới vô đây ở, nhưng mà em biết là chị cũng đủ cập nhật thông tin về ngày sinh của em rồi đó. Chị có định tặng quà cho em không? Chị không tặng quà cho em hả? Hey, no, no. Chị Thúy này, chị có nghe em nói không vậy? Dạ, đây luôn nhà mà. Nói gì nói, để rồi bữa sau nói nha. Nhạc hay quá, phiêu phê. Bực mình, bà chị đáng ghét. Alo, cái gì? Tự nhiên bây giờ nói đặt cọc là làm sao? Ba Tùng, hôm nay là sinh nhật của con á ba Tùng. Biết rồi, đừng nói nữa, rất là mệt. Ủa, sao mai nghe tới sinh nhật của con mà ba không vui gì vậy? Đúng, tôi thích như vậy đó rồi làm sao? Bây giờ tôi nói vậy đó, một là một, hai là hai, không nói nữa, dẹp. Không chịu đâu, ba phải làm sinh nhật cho con. Trời ơi, bớt càm ràm giùm tôi được không vậy? Đi, tôi không thích. Con không có nói chuyện với ba nữa, con sẽ giận ba suốt đời đúng. Chị An ơi, chị An, em đúng rồi. À, đau quá à. Cái gì vậy con bé An này? Ba ơi, chị An đẩy con. Đừng lên. Trời ơi, bữa nay ngày gì đó thiệt. Mà sao tôi tùm lum tùm la công chuyện à? Ủa, quà gì vậy? Dạ, quà con tặng. Thôi, để sau đi. Để bà giải quyết công chuyện xong đi. Gom vô đi, đừng có để lung tung như vậy. Alo, tôi nghe nè. Tôi đã nói không được là không được. Ba, phải tôn trọng tôi. Phải tôn trọng tôi. Cậu có biết á, là khách hàng phàn nàn chúng ta không? Khách hàng phàn nàn gì dịch vụ chăm sóc khách hàng. Mà cậu á, là trưởng bộ phận, cậu phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Nhức đầu quá. Nhức đầu cái gì? Cậu là trưởng bộ phận, cậu phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Nhức đầu quá. Cậu Tùng, cậu làm riết bây giờ, tôi hỏi cậu là cậu là sếp hay tôi là sếp? Ôi, em xin lỗi sếp. Nãy giờ chuyện gia đình em nó rối quá, rối sếp ơi, em cứ nghĩ miên man không mà nhức đầu dễ sợ. Đáng thương quá ha. Tôi nói cho cậu biết nha, cậu biết hôm nay là ngày gì không? Ngày gì không? Có một khách hàng dụ của tôi. Tôi đã dụ họ mua miếng đất mặt tiền hẻm, cậu đã đặt bút ký vô cái hợp đồng đó rồi. Mà hôm nay á là ngày gì? Sinh nhật con gái của người khách đó, hiểu chưa? Tôi á phải đi sinh nhật đó để đền đáp cái công ơn của họ đã chịu mua miếng đất mặt tiền hẻm của tôi, cậu hiểu chưa? Còn sếp nói gì sếp? Hôm nay là sinh nhật con gái của khách hàng và tôi là phải đi cái sinh nhật đó. Nhiệm vụ của cậu là sao? Phải đi mua cho tôi một món quà. Em yêu sếp. Tôi không cần biết, tôi chỉ cần cậu đi mua cho tôi món quà để tôi á đem cái món quà đó tới sinh nhật của người khách đó. Một cái sinh nhật ý nghĩa cho chị An. Giờ ba đi cất nha. Thôi, lát nữa em thổi bóng lấy đi ra. Em thổi bóng nhanh đi. Mà An về bây giờ làm ăn kịp bây giờ. Trời ơi, tôi cắt được không ổn? Cắt ra con gì thôi, cứ nhận lại con đó đi nha. Ê, bây giờ nhanh đi tụi con. Trời ơi, cứ vậy là chết luôn á. Trời ơi con. Bóng bóng nè, bây giờ con phải thổi 999 cái bóng bóng. Hả? Trời, gì nhiều vậy chú?
bây giờ thổi được nhiêu thổi. Còn bây giờ Thi ơi Thi. Dạ. Bây giờ con phụ chú con xếp cái hình con hạt này là 999 con hạt. Cái gì? Chú làm gì nhiều vậy? Dạ? Sao xếp trong vòng thời gian ngắn vậy được? Thì người tay một chân đi, bây giờ lẽ xếp được nhiêu xếp. Dạ, con không biết xếp đâu, chú tự xếp mình chú đi. Trời đất ơi, cái gì kỳ vậy? Hôm nay cắt bông cắt hoa rồi này. Mình phải làm một cái sinh nhật thật ý nghĩa. Ba. Ba. Bây giờ mình bánh kem có rồi. Mấy cái này á thì không có cần. Biết cần nhất là gì không ba? Cần nhất là gì? Wow. Ba muốn thấy. Ơi. Trời, tại sao ba lại quên? Ta không ai nhắc ba hết vậy. Trời ơi, ba không nhớ sao? Ba nhớ năm mới sinh nhật chị An không? Dạ. Ta không có quà tặng chị cái. Cái chỉ vợ con mấy ngày liền luôn. Trời, bây giờ chết ba rồi, bây giờ không có quà lại An và An giận ba nữa. Trời mà ơi. An đã giận ba hồi sáng rồi, bây giờ giận nó là chết luôn á. Chú mắc cận quá. Trời ơi, đang dầu sôi lửa bỏng gì mà ai vô vậy trời. Trà sữa của con đây nè, trời ơi. Đó, trà sữa nè, uống đi. Cái gì? Nến, 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 nến. Nè, 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 bây giờ nói cho dì nghe. Có chuyện gì? Có phải bà Tùng làm con giận không? Không có, không ai quan tâm hết. Hôm nay là sinh nhật của con mà chả ai quan tâm hết. Hôm nay là sinh nhật của con? Dạ. Trời ơi, thương chưa? Thôi bây giờ nến, 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 nến. Nghe dì nụ nói nè, nến. Không có khóc nữa. Bây giờ đợi chút xíu nữa dì nụ đóng quán xong á thì dì nụ dắt con đi mua bánh kem, hiểu không? Thiệt không dì? Thiệt chứ sao nào được. Cảm ơn dì nụ nha. Rồi, chỉ có dì nụ là thương nhất thôi. Rồi bây giờ uống trà sữa đi, đợi dì nụ một chút nha. Dạ. Trà tự. Cậu nghĩ sao cậu Tùng? Cái chuyện đi mua quà là chuyện của cậu, cậu bắt tôi đi mua là sao? Rí tôi không biết ai là sếp của ai luôn á. Dạ dạ dạ, sếp bình tĩnh, sếp nghe em nói nè. Em nói thật sự với sếp á. Trước tiên á là em xin lỗi sếp. Sau đó em cảm ơn sếp. Là sao? Nhờ có sếp của quán cà phê, sếp gợi nhớ mà em mới nhớ được cái là sinh nhật của con em. Em mới bỏ sếp quán cà phê em chạy đi là vậy đó. Ủa, nay sinh nhật con cậu hả? Sinh nhật bé An, sếp ơi, trời ơi, có đứa con gái một à. Tội nghiệp lắm sếp. Sếp đó mình làm cha làm mẹ ai mà không muốn tổ chức một ngày sinh nhật đàng hoàng cho con mình, đúng không sếp? Đúng. Thí dụ con sếp coi sếp muốn làm không? Có, xong sao lắm, đúng lo lắng lắm. Đúng rồi, mình không làm con mình buồn, đúng không? Nó buồn. Sếp ơi, sếp thương em, sếp phụ em đi chứ bây giờ chưa có ra cái gì hết. Vậy hả? Thì phụ được cái gì tôi phụ? Sếp cho em mượn dài hơi được không? Dài hơi là cái gì? Thổi bong bóng cho em đi sếp. Bong bóng hả? Dạ. Được được được. Thôi thôi thôi, thổi em nha. Giờ thổi khoảng nhiêu cái? Dạ khoảng coi 999 cái. Nhiều vậy sao thổi nổi. Thôi bây giờ thổi được như hai nhiêu sếp. Cố gắng hết sức mình nha. Rồi bây giờ cả nhà chúng ta cùng nhau thổi nào. 1, 2, 3. Con ngọng của mày, tôi thổ khỏe thiệt á. Cảm ơn sếp nhiều lắm. Cái dàn môi sếp đẹp thiệt. Sao vậy? Nó hơi phù phù lên chút nhưng mà nhìn rất là gợi cảm. Rồi, giờ cần tôi làm gì nữa không? Bây giờ sếp có biết về thủ công không? Có, hồi xưa tôi học thủ công 10 điểm không á. Dạ, sếp giùm em con hạt đi. Sếp xếp 999 con hạt giấy giùm tôi nha. Con hạt hả? Con hạt khó quá, tôi biết sếp máy bay à. Đó, con thấy không? Dì á là dì chăm sóc nè. Chăm sóc hoa để mà trang trí cho quán thấy đẹp không con? Thôi dì ơi, con chán quá con. Ê, đi về. Chán chán chứ chán, kiếm trò dì chơi nha. Dì chơi chứ con. Con chán quá con đi về. Nè, nè. Trời. Alo. Alo chị Nụ, có bé An đó không chị? Nó mới vừa đi rồi, nó về rồi đó. An nó về nhà rồi hả? Chết. Trời ơi chị Nụ ơi, chết rồi chị Nụ ơi. Sao đây? Bây giờ cái gì vậy? Chị An về, chị An về. Chọn hết, lẹ lên. Bánh kem. Lấy bánh kem đi. Chuẩn bị bánh kem rồi ra đón cho bé nó về. Trang trí đàng hoàng. À, để một hai con hạt giấy ở đây. Còn tôi về tôi làm gì? Ngồi im đi. Ba bánh kem nè ba. Ồ, bánh kem đẹp quá. Nghe cho tôi mượn tôi chụp hình tự sướng cái. Cho bác tự sướng cái nha. Bác làm gì vậy bác? Để bác làm mẫu.
Năm sau sinh nhật con bác, bác mua cái y chang vậy. Trời ơi, cái gì vậy? Chạy ra ngoài mở cửa đi. Chị chạy vô đây hả? Trời ơi. Ủa sếp Tài, trời ơi con tôi chưa ăn mà sao sếp ăn sớm vậy sếp? Trời ơi. Trời ơi, một cái bánh kem của thằng nhỏ bây giờ chị chết tôi luôn rồi. Nhờ sếp qua học sếp Hải không à. Happy birthday to you. Đây với ba con gái lại đây với ba nè. Lại đây, ngồi xuống đây. Ba chúc con gái của ba có một ngày sinh nhật thật là vui vẻ nha. Sang tuổi mới con là học giỏi nè, ngoan nè, được rất nhiều bạn bè thương yêu quý mến nha. Dạ. Đúng ra là phải có cái bánh kem nhưng mà ba lỡ... Lỡ sao ba? Bác Tài chứ không phải quỷ con. Con đừng có sợ. Cái lỗi ở bác, cho bác quá ham hố cái bánh. Mong hôm nay ngày sinh nhật của con, bác bỏ hết công việc tới đây dự, con hoan hỷ bỏ qua cho bác nghe. Quá Tùng. Quá. À, cái quà này là của bác ơi. Sinh nhật của con em đó sếp. Sếp hoan hỷ bỏ qua cho em nha. Ba biết sáng nay con rất thất vọng về ba. Nhưng mà bé An à, ba làm tất cả mọi chuyện chỉ để con biết là ba thương con nhiều lắm. Nè, đây là món quà ba tặng cho con. Chúc con sinh nhật vui vẻ nha An. Thôi, bây giờ con lớn rồi, con không có cần quà đâu. Tụi giọt, và sau này con chỉ cần một thứ duy nhất thôi. Con cần gì con nói đi, ba làm hết. Con chỉ cần ba thôi hả? Con của bác có đối xử với bác như vậy được không nữa? Thật là tội nghiệp bác. Có tình yêu thương thiết tha và cha sẽ mãi mãi trông trẻ, may mắn sẽ đến bên con. Dù là những đứa con trên trời rơi xuống, đáng yêu quá chừng. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Nào mình cùng sẽ chia tiếng cười, ha ha ha. Mãi ở bên cha sẽ chẳng rời xa cha con chúng ta, phong ba bước qua. Vì nơi đây sẽ chính là nhà. Có tình yêu thương thiết tha và cha sẽ mãi mãi trông trẻ, may mắn sẽ đến bên con. Dù là những đứa con trên trời rơi xuống, đáng yêu quá chừng.